quyền lực của Tổng thống Zelensky đã đến ngày chấm dứt. Phó chỉ huy phi đội máy bay Ukraine từ trận Ukraine mất thêm hai ngôi làng, Volchansk có nguy cơ bị bao vây. Nga sẽ không xem phương Tây là đối tác trong ít nhất một thế hệ. Ứng viên Tổng thống Mỹ nói Nga gian đe hạt nhân là hành động chính đáng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo tờ Washington Post mới đây, nhiều khả năng người đứng đầu Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích nghiêm trọng sau ngày 20 tháng 5. Đó là thời điểm quyền lực của Tổng thống đương nhiệm hết hiệu lực. Tình hình sẽ thêm phần phức tạp dưới sự tác động của tránh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak. The Washington Post viết rằng vì điều kiện hạn chế trong thời chiến cũng như tình trạng thiết quân luật, Ukraine chuyển sang chế độ tập quyền khiến Yemak trở thành người đứng đầu văn phòng tổng thống quyền lực nhất trong lịch sử đất nước, gần như không thể phân biệt được vai trò của ông ta với vai trò của tổng thống Zelensky. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích mối quan hệ thân thiết của Yemak với tổng thống, cũng như ảnh hưởng quá lớn của ông ta lên nền chính trị Ukraine một số người cho rằng ông yemak tập trung quyền lực vào văn phòng tổng thống một cách phi dân chủ thực hiện các cuộc thanh trừng không cần thiết đối với các quan chức chủ chốt bao gồm cả cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine Valeriy zaruzhny hạn chế quyền tiếp cận của chính tổng thống zelensky và tìm cách kiểm soát hầu hết mọi quyết định quan trọng trong khoảng thời gian xung đột với nga các quan chức ukraine và nhà ngoại giao được the washington post phỏng vấn thừa nhận tránh văn phòng yemak có quyền hành rất lớn có người cho rằng ông Yermak có thể quyết định quan chức nào có thể ra nước ngoài và khi nào. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng Andriy Yermak có mối quan hệ mật thiết với những nhân vật có sức ảnh hưởng ở Washington, bao gồm cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là Jake Sullivan. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường nếu họ không bị cấm sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga trong cuộc phỏng vấn với hãng tin afp ông zelensky cho biết khả năng nga tấn công ukraine từ lãnh thổ của mình đang mang lại cho moscow lợi thế trong cuộc xung đột ông giải thích họ có thể bắn bất kỳ loại vũ khí nào từ lãnh thổ của họ vào lãnh thổ của chúng tôi đây là lợi thế lớn nhất mà nga có chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì với các hệ thống của họ vốn nằm trên lãnh thổ nga bằng vũ khí phương tây ông zelensky cho rằng kiev hiện đang rơi vào tình thế vô nghĩa do lập trường của phương tây là sợ nga sẽ thua trong cuộc chiến và họ không muốn ukraine đánh mất điều đó ông nói thêm chiến thắng cuối cùng của ukraine sẽ dẫn dắt đến thất bại của nga và chiến thắng cuối cùng của nga sẽ dẫn dắt đến thất bại của ukraine chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc với hòa bình công bằng cho chúng tôi tất nhiên phương tây muốn chiến tranh kết thúc sớm nhất có thể và đối với họ đây là một nền hòa bình công bằng Phó chỉ huy thứ nhất của phi đội máy bay thuộc Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 831 Denis Vasiliuk đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu. Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 831 đang thông báo trên Facebook ngày 18 tháng 5 cho biết Trung tá Denis Vasiliuk, phó tư lệnh thứ nhất của phi đội máy bay, vừa thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Không có thêm thông tin chi tiết nào về cái chết của Vasiliuk được cung cấp. Lực lượng không quân Ukraine chưa bình luận về cái chết của Vasiliuk. Denis Vasiliuk là một phi công chiến đấu của lực lượng không quân Ukraine, một bậc thầy thực sự trong nghề của mình. Anh ta đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ chiến đấu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện và đã được trao tặng huân chương dũng cảm. Phi công không chết, họ sẽ tồn tại mãi trên bầu trời, thông báo của lữ đoàn cho biết. Kênh Tobi Ayodele hôm 19 tháng 5 cho biết, trên hướng Kharkov, cuộc tấn công của Nga đang diễn ra theo nhiều hướng. Đặc biệt quan trọng là Volchansk, nơi Ukraine đang mất khả năng sử dụng AV và có nguy cơ bị bao vây do mất quyền kiểm soát các làng Staritsa và Zibino. Tại Lipsi và khu vực xung quanh, lực lượng Moscow có thể kiểm soát các đường tiếp cận quan trọng tới Kharkov, điều này đe dọa khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev tại thành phố. Có những cuộc đụng độ để giành điểm cao ở phía đông Lipsi, đây sẽ là trận chiến mang tính quyết định để kiểm soát khu định cư này. Hướng Vuleida trận chiến giải quyết làng Progress là chìa khóa dẫn đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công tiếp theo của Nga vào nhóm Toretsk của đối phương và bắt đầu mở ra những trận chiến giành Pokrovsk. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí phòng ngự của Kiev trong khu vực này. Kênh SGS đưa tin, lực lượng vũ trang Nga tiến vào Krasnogorovka cũng như phía đông bắc thành phố. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bật khỏi mạng lưới công sự dọc theo đường cao tốc Stalin và phố trợ cũng nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Trang quân sự voenhoronica.ru mới đây đã đăng tải đoạn video UAV trinh sát Nga trong khi bay trên bầu trời tỉnh Kharkov đã phát hiện pháo 2S-22 Bodana của quân đội Ukraine đang khai hỏa trong đêm. Lập tức, khí tài Nga chuyển tọa độ pháo đối phương về sở chỉ huy. Quân đội Nga sau đó điều khiển UAV cảm tử Lancet tới tấn công khí tài đối phương. Nhờ có màn đêm nên UAV Lancet có thể tấn công pháo 2S-22 mà không bị nhóm binh sĩ Ukraine đứng gần đó phát hiện. Đòn tấn công gây ra một vụ nổ lớn ở thân pháo 2S-22 nhưng không rõ số đạn dược trong khí tài này có tạo ra vụ nổ thứ cấp hay không. Trang Military Today cho hay 2S-22 Bodana là pháo tự hành bánh lốp được quân đội Ukraine đưa vào biên chế trong năm 2023. Nòng của 2S-22 được chế tạo có thể sử dụng đạn pháo cỡ 155mm tức đạn pháo theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tầm bắn 2S22 với đạn thường và đạn tăng tầm lần lượt là 30 và 42 km, với tốc độ bắn tối đa 4 phát trên phút. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết Ukraine mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái UAV cánh cố định nhằm vào nhiều khu vực phòng không Nga bắn hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa ATACMS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea, 3 UAV tại tỉnh Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan tới đợt tập kích. Cheslav Gladkot, tỉnh trưởng Belgorod cho biết, mái nhà thờ tại làng Maloye Gorodiche bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ UAV Ukraine rơi trúng. Không có thương vong trong vụ tập kích, lực lượng cứu hỏa đang khống chế trận hỏa hoạn. Không quân Ukraine cùng ngày thông báo phòng không nước này phá hủy toàn bộ 37 UAV Gerand 2 Nga phóng trong đêm, tấn công Kiev, Odessa, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Zhytomyr, Cherkasy và Kherson, chưa rõ thiệt hại và thương vong liên quan. Theo Đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ không coi các nước phương Tây là đối tác nữa trong ít nhất một thế hệ nữa. Ông Lavrov cho rằng, Moscow và phương Tây đã mắc kẹt trong một cuộc đối đầu không có hồi kết. Ông nói, châu Âu với tư cách là đối tác là điều không phù hợp với chúng tôi trong ít nhất một thế hệ. Giai đoạn gay gắt của cuộc đối đầu quân sự chính trị với phương Tây vẫn tiếp tục và đang diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại về an ninh và ổn định chiến lược với phương Tây trên cơ sở bình đẳng. Như tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói, chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại với phương Tây Đặc biệt là các vấn đề về an ninh và ổn định chiến lược. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc đối thoại từ quan điểm sức mạnh và chủ nghĩa ngoại lệ mà nên được tiến hành trên cơ sở điều khoản chung bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng lợi ích của nhau. Trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Dialectic Work, ứng cử viên tổng thống Mỹ Jill Stein cho biết các cuộc tập trận hạt nhân do Nga công bố nhằm đáp trả những tuyên bố hiếu chiến của đại diện Pháp và Anh là hoàn toàn chính đáng. Bà nói Nga đã chỉ ra những tuyên bố gần đây của Pháp và Anh rằng Paris có thể gửi quân và London về cơ bản đã đồng ý sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Putin gọi đó là một mối đe dọa hiện hữu và bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự hạt nhân. Đồng thời, những ứng cử viên đã lưu ý giới tinh hoa phương Tây chỉ lo ngại về việc liên tục đổ thêm dầu vào lửa xung đột ở Ukraine, ngay cả việc Kiev liên tục bị mất lãnh thổ, và sự thất bại cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Washington. Bà Stein nói, đây là một cuộc chiến do ngành công nghiệp quân sự tiến hành. Đây thực sự là một thảm họa, một phần của cỗ máy chiến tranh vô tận làm nghèo đi người dân Mỹ và gây nguy hiểm cho toàn thế giới. Cựu phó giám đốc Mossad của Israel, ông Ram Ben Barak, thừa nhận với đài truyền thanh công cộng Israel rằng cuộc chiến với Hamas ở Gaza thiếu mục tiêu rõ ràng và chúng ta đang thua cuộc một cách rõ ràng theo ông ram ben barak cuộc chiến đang diễn ra ở gaza là vô ích đồng thời khẳng định israel đang thua cuộc và đối mặt với sự sụp đổ kinh tế ông ben barak nói với đài phát thanh công cộng israel chúng tôi buộc phải tham gia chiến đấu ở cùng khu vực và cuối cùng mất thêm nhiều binh sĩ chúng tôi cũng đang phải đối mặt với những thất bại trên trường quốc tế với mối quan hệ của chúng tôi với mỹ xấu đi đáng kể và nền kinh tế israel đang suy thoái bất chấp đòn tấn công dữ dội của israel cả trên bộ lẫn trên không vào gaza các phe phái vũ trang người Palestine, bao gồm cả Hamas ở đây, vẫn kháng cự quyết liệt. Các nhóm vũ trang hàng ngày vẫn bền bỉ tiến hành các cuộc tấn công, phục kích, khiến nhiều binh sĩ Israel thiệt mạng và bị thương, đồng thời phá hủy các phương tiện quân sự của nước này. Tổng thống Georgia, bà Salome Zurabishvili đã phủ quyết dự luật kiểm soát đặc vụ nước ngoài gây tranh cãi, động thái có thể bị Quốc hội Georgia bác bỏ. Tổng thống Zurabishvili thông báo Tôi phủ quyết dự luật mang bản chất Nga, dự luật mâu thuẫn với hiến pháp Georgia và tất cả tiêu chuẩn của châu Âu, do đó trở thành chướng ngại vật trên con đường hội nhập với châu Âu của chúng ta. Quyết định của bà Zurabikvili được đánh giá là mang tính biểu tượng do đảng giấc mơ Georgia cầm quyền và đồng minh có đủ số ghế tại quốc hội để bác bỏ điều này thông qua một cuộc bỏ phiếu. Chủ tịch đảng giấc mơ Georgia cho biết đảng của ông sẵn sàng xem xét các đề xuất sửa đổi dự luật của Tổng thống nếu bà đưa chúng vào văn bản phủ quyết Tuy nhiên, Tổng thống Georgia loại trừ khả năng tham gia các cuộc đàm phán mà bà cho là giả tạo và gây hiểu nhầm với đảng giấc mơ Georgia. Quân đội Philippines ngày 18 tháng 5 thông báo chuẩn đô đốc Alfonso Torres Jr. sẽ thay thế phó đô đốc Alberto Carlos làm chỉ huy bộ tư lệnh miền Tây Philippines trên đảo Palawan. Hòn đảo có bờ biển phía Tây tiếp giáp Biển Đông và là đảo lớn của Philippines nằm gần quần đảo Trường Sa nhất Quyết định bổ nhiệm là một phần kế hoạch điều chỉnh nhân sự lãnh đạo và vị trí then chốt trong quân đội, cần thiết để thích ứng với môi trường an ninh biến động và ứng phó hiệu quả với các thách thức mới nổi. Theo thông cáo từ quân đội Philippines, Sergio Chinidas, lãnh đạo văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Philippines, khẳng định điều chuyển ông Alfonso Torres Jr. là quyết định hành chính. Tuy nhiên, Phó đô đốc Alberto Carlos, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines, đang là tâm điểm bê bối bị ghi âm thỏa hiệp với một nhà ngoại giao Trung Quốc. Ông Carlos đang được quân đội Philippines cho tạm nghỉ vì việc cá nhân. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vào đầu tháng 5 từng tuyên bố họ nắm được đoạn ghi âm nhưng đến nay vẫn chưa công bố toàn bộ nội dung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.